Giữa khu vườn đang bao phủ màu tuyết trắng, tôi xin mời các bạn cùng với tôi. Chúng ta đốt lên ngọn nến thứ nhất của mùa vọng, ngọn nến của hy vọng và sự sống. Thiên Chúa chính là ánh sáng và niềm vui của mỗi người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau lần lượt thắp lên bốn ngọn nến trên vòng mùa vọng. Mỗi cây nến tượng trưng cho một trong 4.000 năm mà Thánh Kinh được trao ban cho chúng ta, kể từ khoảng thời gian mà ông A-dông quỳ ngã vì tội lỗi cho đến khoảng thời gian xin hạ ra đứng cứu độ nhân loại. Ánh sáng trên bốn cây nến là tượng trưng cho niềm hy vọng giữa những khao khát của con người. Thực vậy, thưa các bạn, ai trong chúng ta cũng ôm một mối hy vọng chờ mong. Hy vọng với những kết quả đạt được là hạnh phúc, là động cơ của cuộc sống con người. Một triết gia đã từng nói, một tôn giáo không đem lại cho ta niềm hy vọng không phải là một tôn giáo đáng để chúng ta tin theo. Đúng như vậy, nếu không có hy vọng, chúng ta sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối của sự chết và hủy diệt. Một con người có thể sống mà chưa có tình yêu, nhưng không ai có thể tồn tại nếu không hy vọng mình sẽ biết yêu và sẽ được yêu. Alan Platon, một nhà văn nổi tiếng Nam Phi, tác giả một quyển sách với nhan đề Cry the Beloved Country. Trong đó, ông đã mô tả hoàn cảnh khốn khổ của đất nước Nam Phi dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Platon có một giấc mơ hy vọng. Ông mơ về hy vọng về một ngày mai mà mọi người dân trong đất nước của ông đều được đối xử công bình và bình đẳng. Và để thực hiện được giấc mơ hy vọng ấy, ông đã lao mình vào chính trị, đấu tranh suốt mấy mươi năm để xóa bỏ chế độ Apartheid ấy. Nhiều người cho rằng mơ ước và việc làm của Platon là không thể nào thực hiện được. Nhưng ông vẫn kiên trì vì tin rằng ngày mơ ước ấy sẽ đến. Chỉ tiếc là ông đã chết trước khi thấy được ngày đó. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng ông đã đúng. Trong sách Kinh Thánh Cựu Ước, ngôn sứ Isaiah cũng có một giấc mơ hy vọng táo bạo hơn nữa về một ngày mai. Ông mơ tới ngày các nước sẽ không còn tuốt gươm chém giết lẫn nhau nữa. Người ta sẽ lấy gươm rèn thành lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm, và mọi người sẽ bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa. Thật là một giấc mơ tuyệt vời. Có người cho rằng giấc mơ hy vọng ấy sẽ đến khi đứng Messiah đến.
Người khác thì cho rằng nó chỉ sẽ đến khi Đức Mêsia lại đến lần thứ hai. Có kẻ khác cũng nói nó sẽ chẳng bao giờ đến. Đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng vẫn có người tin rằng thế nào nó cũng đến, nên miệt mài theo đuổi như Alan Platon trong câu chuyện trên. Thưa các bạn, ngay cả khi giấc mơ thái bình ấy sẽ không bao giờ được thực hiện trọn vẹn trên toàn thế giới đi nữa, thì việc đeo đuổi giấc mơ hy vọng ấy cũng có những ảnh hưởng trên cuộc đời chúng ta. Điều quan trọng không phải là đạt được mục đích mà là sống có mục đích. Nhiều khi có một mục đích tốt cho đời mình thì kể như đủ, miễn là không bao giờ chúng ta bỏ mục đích ấy. Vì vậy, để có thể góp phần mình vào việc thực hiện giấc mơ hy vọng thái bình mà tiên tri Isaiah đã mơ ước, mỗi người chúng ta hãy cố gắng xóa bỏ óc kỳ thị, sự đố kỵ, ích kỷ, chia rẽ nhau bằng cách gieo rắc hòa thuận, cảm thông và hợp tác. Chúng ta cũng nên biết rằng chúng ta không cô đơn trong những cố gắng ấy, mà có Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta để giúp chúng ta. Bởi Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã sai con một của Ngài đến ở với loài người chúng ta, hầu thiết lập một nước của Thiên Chúa ở trần gian này, và cùng đồng hành với chúng ta trong nỗ lực leo lên đỉnh núi thái bình an vui. Chính vì vậy, thưa các bạn, mà mùa vọng luôn mời gọi chúng ta hãy nhổ trại mau mắn lên đường, tiến về ngày Chúa đến mang lại cho cuộc đời chúng ta, cũng như toàn thể lịch sử nhân loại được sung mãn. Hay nói một cách khác như John Danielu, nỗi chờ mong của chúng ta là một niềm hy vọng. Một niềm hy vọng về ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng của toàn thể nhân loại. Từ trong ý nghĩa đó, tôi mến chúc cho tất cả các bạn, cho gia đình của các bạn luôn có được một mùa vọng thánh thiện và hoàn toàn mới mẻ trong tình yêu hạnh phúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn và mong được gặp lại các bạn trên kênh Y Lực Sống của tôi. Sie